nó rung rinh cái lời nè. Bây giờ mới có cá nha. Đó, tàu thứ già luôn anh em ơi. Con để canh tiếng ơi, nước bự anh em ơi, rồi anh vô đây đuôi nó đầy thôi. Chào mấy anh em đồng nghiệp luôn. Thì đầu video mình cũng xin chúc tất cả mọi người một ngày mới thật vui vẻ nha mọi người. Thì hôm nay hai chú cháu mình sẽ chống vô đám tràm mọi người. Đám tràm này mọi người ơi, thăm mấy cái lời thì bữa mình về vô đây được đâu mười mấy hai chục cá mọi người. Thì hai cháu mình nãy giờ mới tới luôn mọi người. Rồi đồng hành với mình là dẫn cháu mình nha mọi người. Rồi, rồi tất cả mọi người cũng như mấy anh em đồng nghiệp á, thay chừng hai chú cháu mình thăm lời nha. Thì bên mình có bán lợi cái tiếng hoặc là lợi bết đa năng á, cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ mình nha mọi người, mình sẽ để số điện thoại trên màn hình nha mọi người. Rồi mới tới chỗ luôn mọi người ơi, đây mới tới cái lợi luôn rồi. Rồi cái đầu tiên thì nói chung á mình chống ở trong này mọi người, cái ra đoạn đầu á nói chung mà cũng hơi sàn lát chút xíu, mọi người thông cảm nha mọi người, tại vì đi cái điều kiện quay của mình nó không được cân bằng, nó không được tốt, mà với phần cái camera của mình nó hơi nó rẻ tiền quá mọi người, chưa có tiền để mà đầu tư cái camera tốt quá. Thì mọi người xem video quá có sơ suất gì mọi người thông cảm nha mọi người. Đầu tiên là mọi người thấy nó rung rinh cái lời nè, bây giờ mình có cá nha. Đó, tàu thứ già luôn anh em ơi. Con để canh tiếng ơi, bự anh em ơi, rồi anh vô đây đuôi nó đầy thôi, lấy cái gạo cho nó vô miếng nước này. Rồi mọi người thấy mũ nó đeo mình không mọi người, này con này bự á, chung mình vô trong này bắt cá phải cẩn thận mọi người, dễ bị sảy lắm. Đây một con hơi sần chút xíu. Đó. Rồi thì mình đặt lại cái lời cho mọi người, đây cái này mọi người, cái này không thấy vô tùng luôn trời, mình chắc đói rồi quá. Ôi có luôn nè anh em. Đó. Một con em ơi, cái cứng. Đây, một con cá cứng nha nè. Đó, anh em thấy xung quanh nào, nó lỉnh lãng lắm nè, nói chung đặt con này cũng hên xui nè em ơi, thì bắt được con nào hay con đó nha nè. Con thứ hai, này cái nè, tớ quá, nó có luôn nè em ơi, tàu cái gì? Một con cái dây, con cái rô nè. Cái dây nha nè. Một con cái dây. Rồi, đây là một con cái rô. Cái rô lấy cái túi kia tiếng ơi, đừng bỏ chung cái lóc sần đó. Rồi mọi người. Cái này nè, mà cái này không thấy u gì trơn, không thấy vô tung. Ồ cũng có này nè, một con em ơi, con nhận cá trong đạm đây, thôi lùi hết nè, mạnh dữ ha. Đây một con này nè mày, quá im.
có lúc già nè không ơi. Lướt một em cá rô rồi mọi người, không thấy dấu tung rồi. Sặc không mọi người, nhỏ không, để lại làm cá mồi luôn. Ôi ôi im rồi, ai chống cái lời ha, có ai vô nè, chống cái đường cái lời đâu nằm đây kìa. Trời ơi này cái này mọi người, một con cá rô bự, một con cá lóc hơi ốm. Cái lóc mọi người, cái rô tán thần luôn. Ấy da, ấy da, tụi cuốn nó nè, ghê này chứ, bắt nó phải bóp cái này, rô bự mọi người. Đây cái này nè mày. Ừ, cái dây này nè. Đó. Cái này dở lên không tung được rồi. Hai con cái dây. Ơ một con cái dây, một con cá lóc. Cứng cứng mọi người ơi. Cái dây nha mọi người. Này thì lóc cứng. Cứng mọi người. Ý, nó bắt con vú rồi. Trời ơi. Cứng luôn mà. Cái lóc cứng như mấy cái rô. Ơ cái sặc. Xíu mà giải dữ rồi. Nhỏ anh em ơi. Khủng vậy. Trời ơi. Cứng. Cứng đó mọi người. Dùng vô không, không được bự. Ừ, như để giải dữ vậy. Cứng đó mọi người. Như trong này tao bắt ra cá lớn không kịp luôn hay sao á, cứng 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 không nghiêng dữ rồi, còn hàng khủng không nghiêng dữ đây. Ơ ừ, cái giấy có rách không anh em, không có rách nữa mà. Ờ này chạy chắc luôn à, nhìn cái cục u luôn nè mọi người, mà không biết bự hay nhỏ thôi đây. Cái u là mưa nó rung rung nè xuống nha. Trời ơi, ôi ôi, hai con rô mề, một con lóc cứng. Túi túi đựng cái rô. Cẩn thận cái rô mọi người, đừng con nữa nè, được mấy cái rô. Có lóc cứng. Cứng mọi người. Cái này ướt nè. Đó, nhít cái chai nè. Đó. Nhít lên nè. Ôi giời. Có vậy luôn em ơi. Quá đã luôn. Cái quá bự luôn em. Quá yêu. Lồng thằng luôn nha nè. Hai cái gì, một con cá rô. Vừa nhảy dữ ha. Mấy cá nhảy ghê à. Cá rô này nè.
Này nó thấy trống lóng rồi ta. Trời ơi. Tia vàng nè anh em. Tụi hủi mập. Thằng tia vàng này bự. Thằng tia vàng bự ha. Tia vàng nông luôn nè. Con này mà để vô nồi canh cái ngọt dữ. Rồi 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 xong rồi. Rồi rồi chuột cắn rồi. Rồi cái lỗ. Cái này chạy thôi. Lỗ lông thần luôn. Này trống trống rồi nè. Cái này cái gì đi. Rồi rồi. Thất lát, cá rô. Con này cũng có thất lát nữa nè. Muối quá. Cái rô trạm này nó mập mà nó đen. Nó thui lùi luôn. Khó bắt dữ. Chiều đây còn ngoẻo ngoẻo nữa ha. Đó. Rồi. Chuột. Chuột leo bông nó bè ra bụng bông kia. Thì cái này nè. Đó. Cái gì cái rô hay gì đây. Wow, hai cái rô nữa nè em ơi. Sao tự nhiên này chạy. Cái rô dữ ta. Cái rô nè. Hai con cá rô. Rồi, không thấy dấu u luôn. Núp lùm không đây. Đổ luôn. Tớt anh em ơi. Nó phải. Rồi, con cá lóc nè. Ngu quá. Dở lên phóng chỏm chỏm nào. Dở lên không phóng luôn em. Đó. Rồi. Con cá vô đây nó mạnh. Còn nữa nha anh em. Bắt bỏ xiết vô liền cho để nó nhảy nha. Rồi, rồi một con cá lóc nữa anh em. Cũng cứng cứng không à. Con nào đen thù lùi nè. Mạnh. Nó vô là nhuyễn nó mạnh thầy chứ. Rồi. Còn nữa anh em ơi. Đó. Hồi hạt quá. Khủng coi. Trời ơi, không được. Cũng được. Cũng được rồi hả anh em ơi. Bây giờ lại là mấy nhánh cầm này. Ôi sao nó ớm quá vậy. Hơi ớm xíu. Thôi bắt. Hả? Nè thấy cũng còn được quá nè. Nó hơi ớm thôi. Vẫn ăn được nha anh em. Không thấy dấu hiệu. Nó. Cái gì? Nó. Nó. Rồi một cặp luôn em ơi. Cặp cá luôn em. Gam cái mấy này, cái mấy. Làm được cái bự màu có ký lắm. Lỗ cái lỗ vui hoài nhé.
con nhà nè. Quá nhảy nha, có nhiều con đâu mà nhảy dữ. Đây cái này như sau đây, một con nữa em ơi. Làm như chơi cái đường này làm như là nó một lứa hay sao á, cũng rồi rồi thôi. Nãy giờ không có hàng khủng nữa nè. Cái này sao đây, đó đó dung dịch đó phải không, biết mấy đứa đây. Trời ơi, hai đứa. Một con cá vậy, một con cá gô nè. Cá lóc vậy nha nè, nãy cũng được mấy con cá lóc vậy nè. Sao tự nhiên lâu nay chạy cái vậy lại chứ hổng đâu chạy đâu. Cứ gôn vậy đó nè, hổng này hôm bữa chừng nửa ký, nãy giờ thấy được cứu cũng được ký mấy rồi nè. Chung nay chạy có gô cũng mập mập mà bự không ha. Chạy nè em ơi, cái này là không thấy ướt mà không thấy vô mớp luôn. Trời ơi, giờ em cắn cái ghét à. Heo cái này khô khô cũng được nè, thôi thấy nó nhỏ tội quá, đi đi lớn thì đi, giờ nào lớn quay trở lại nha. Thả à, chứ nói chung biết mình có bắt được hay không. Để thấy con nhỏ tội quá, thả lại luôn mọi người. Cái này cắm nó nè, lật ngang. Trời ơi, biết chạy cá hay là con chuột. Nó lên đây quay ổ lật cái lờ rồi nên không cắn cái lờ mọi người. Trời ơi, là con chuột, chuột lên cái lờ rồi. Mình chống qua cái cây này các mọi người. Rồi, cái này nè mình. Chết rồi. Tiếp tục anh em ơi, cũng còn vài cái nữa hết lờ rồi nè. Đây cái nè, giống quá hả, có phù phù nè anh em. Hui. Đó, không nhảy ta, ngộ hả, giờ không chịu nhảy nè, nhảy ơi. Đó, nhảy mang tiền được mày. Đó, ừ. Ui ui. Nhảy cho khán giả và xem nó mê rồi. Chứa lên cái lợi im ru quá anh em. Con này nhìn em, nó gì rồi, cái này cái cúng cùi anh em ơi. Cùi gì à, cùi chạy rung rinh dữ ta. Cũng có mù mù nè, chứ phải không nè. Bây giờ cứ chạy nha. Đó, đó. Nhảy anh em, nhảy gì mới có lực xem mới có được đăng ký anh em ơi. Rồi, hai con.
cá lóc nha nè. Bởi vì cá trong này nó làm như nó lứa một hay sao, gôi gôi không à. Hai cá lóc một con cá gô nè em ơi. Gô mạnh dữ ha. Cá gô, gô thì nhỏ nè mà cũng được, gì khó béo đâu được. Rồi đây mình đặt cái lời cái thầy cháu mình sẽ ra ngoài công bố kết quả coi này thầy cháu đi được nhiều nha mọi người. Quá là gần lỗ xe chạy rồi, hai chú cháu mình nói chung là cũng chóng ra khỏi đám cỏ mọi người, mới ra tới luôn, quá trời mệt rồi mọi người. Đây thầy cháu mình hiện tại giờ chú cháu mình vô gốc cây còn cái mệt nha mọi người, mũi đùn rồi đầy mũi lắm mọi người. Đây hiện tại thì xung quanh của mình là rừng tràm không mọi người nha mọi người. Ngoài đó đó, ngoài đó có lộ lộ xe mọi người, thì có lộ xe nói chung cũng gần lộ xe mọi người, còn giáp dọc xung quanh đây chính là tràm thôi. Rồi bây giờ hai cháu mình sẽ đổ cá ra cho thành quả vui đây. Hai chú cháu mình đi thăm được nhiêu cá nha mọi người, đổ cá ra tiếng ơi. Đây, rồi xem thành quả rồi được nhiêu. Không có, đổ nước ra thôi, đổ nước ra thôi, đổ nước ra đây. Cầm cái cục gù lại nha, để thôi nó ra. Giờ chỉ đút cái máy quay vô quay thôi chứ giờ đổ vô lại cho nó nhảy chứ bắt lại cực, mọi người thông cảm nha. Nói chung là vô can hơi khó coi chứ phun nước chưa đó. Này cũng xử lý anh em. Này nói chung là cũng khá khá mọi người, cũng được mấy cái lúc bự với mấy cái dày bự nè mọi người. Đây. Này nói chung cũng âm ổn mọi người. Đó. Đút cái cam vô đây nó hơi rồ, mọi người thông cảm nha mọi người. Chứ giờ mình hết cách rồi. Đó. Nhiều cá đây nha mọi người. Mấy cái dây đá mọi người. Đó. Được vài ký mọi người ơi. Chung là nay chạy cá lóc nhiều. Cá lóc mấy cá bự nha mọi người. Rồi, thành quả này cũng tạm ổn mọi người ơi. Quên nữa, mở cái túi ra cho mọi người xem mấy cá rô ơi. Nãy cũng chạy được mới cá rô nữa mọi người, chắc cỡ ký ngoài ạ. À. Cháu mình nói chung là càng vô mấy cái đạm đó. Tôi lấy nè. Trời ơi, gắt ghến không mọi người ơi. Lớp là mũi mà nó đeo nữa. Phải cố gắng khi sao mọi người. Khi sao giờ thôi mọi người. Đây, cá rô nè mọi người. Chậm tôi tới xíu ơi. Đó. Này có khoảng chắc ký mấy quá. Ký mấy cá rô. Trời ơi. Nói chung là hơi xa, tại cá mọi người thấy nhỏ. Mấy con cá. Mấy con cá rô bự. Mập lu luôn mọi người. Đó. Cái cá này nấu canh khoai tây với hoặc là kho tiêu. Rồi ngán bắt nó nẹt dữ lắm đó. Ở trong trào này công nhận cái rô đen thùi lùi ha, được cái nó mập luôn rồi, này mập dữ đó, ú ù luôn. Rồi rồi con thay nước đi, kéo lại đổ nước nó ra đi, thay nước khác vô trong miếng cho nó sống rồi. Tại vì ban cái rô rộng dở dễ sần lắm mọi người. Rồi bây giờ thì hai chú cháu mình về mọi người ơi, nói chung giờ cũng nắng quá, trời hình như là muốn chỉ mưa nha, mà vô trong này mà cái cảm giác mà nó nắng nó nực nó hầm mọi người khó chịu lắm. Rồi nói chung là cuối video mình cũng xin chúc tất cả mọi người với mấy anh em đồng nghiệp á một ngày mới thật vui vẻ nha. Hẹn gặp mọi người và mấy anh em đồng nghiệp trong những video tiếp theo nha mọi người. Mọi người xem video thấy hay nhớ cho mình một chút động lực nha mọi người bằng cách là đăng ký kênh, tôi xin một like nha mọi người. Còn nếu như mình quay nó sao sao mọi người cũng thông cảm cho mình nha, tại vì mình ở trong tràm này á, mình vừa chống vừa quay khó đó mọi người. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là cái cam của mình á nó hơi dở, nó hơi sàn,
mọi người cũng thông cảm nha, tại vì kênh mình còn nhỏ, mình chưa có điều kiện để mua mà cái camera xịn mọi người ơi. Thì mình sẽ cố gắng, nếu như mà có điều kiện mình sẽ mua một cái camera xịn để mà đi quay cho mọi người xem. Rồi, chào mừng.